Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Dạy Nghề Nhật Tân. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một món cocktail khá là nổi tiếng, được giới trẻ ưa thích, đó là món whisky sour. Với món whisky sour thì mình sẽ sử dụng 45ml rượu bourbon. Đây là loại rượu được sản xuất ở vùng Kentucky của Mỹ. Nồng độ cồn của nó là 40%. Mình sẽ sử dụng 30ml nước chanh. Mình sẽ sử dụng chanh ở đây là chanh vàng nha các bạn. Và một cái lòng trắng trứng gà. Bây giờ thì mình tiến hành pha chế nha các bạn. Để pha chế món cocktail này thì trước hết các bạn phải ướp lạnh cái ly nha các bạn. Mình sẽ bỏ đá vào ly rót này để mình ướp lạnh. Bây giờ mình tiến hành bỏ đá vào cái sắt mình ướp lạnh luôn nha các bạn. Các bạn để đá vào đây và mình sẽ sắt cho cái bình của mình nó được lạnh. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào cái bình của mình là 30ml nước chanh nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tách cái lòng đỏ và lòng trắng riêng để mình sử dụng cái phần lòng trắng. Mình sẽ tách cho cẩn thận nha các bạn, đừng để cái lòng đỏ và lòng trắng nó hòa vào nhau. Đây các bạn xem, mình đã tách được một phần là chồng trắng và một phần là chồng đỏ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ chồng trắng vào trong cái phần sắt nhỏ của mình. Để cho cái lòng trắng của trứng gà của mình nó không có bị tanh thì mình sẽ sắt trước. Người ta gọi là sắt khô á các bạn, không cần đá. Bây giờ thì mình sẽ đông 45ml rượu. Ở trên này là 30 nha các bạn. Dưới này là 15, nữa là 45 nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ đá vào, mình sắt. Bây giờ thì mình sẽ lược nha các bạn. Mình sẽ bỏ
bỏ cái phần đá mình ướp lạnh. Bây giờ thì mình lược bỏ cái phần, mình lấy phần nước nha các bạn. Sau đó thì các bạn mới lấy một ít đá cho đầy đi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí bằng một lát chanh nha các bạn. Các bạn nhìn xem, ly whisky sour của mình cũng đã hoàn thành, trông rất là bắt mắt. Mình kết hợp rượu whisky bourbon, chanh vàng và một cái lòng trắng trứng gà, tạo nên một cái vị chua chua, béo béo và nồng thơm của rượu, rất là hấp dẫn. Các bạn hãy thử làm cùng với mình nhé. Video của mình cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.